Xin chào các em, thầy xin giới thiệu thầy tên là Diệp Hoàng Ân, giảng viên bộ môn toán. Thì hôm nay thầy hướng dẫn cho các em các cái bài tập của giải các cái bài tập của chương 1. Trước tiên thì thầy hướng dẫn cái bài hướng dẫn và giải mẫu cho các em cái bài tập số 1 nha. Cái đề bài như sau. Từ một lớp có 8 nữ sinh và 12 nam sinh. Người ta chọn ngẫu nhiên 5 sinh viên để làm ban cán bộ lớp. Tính xác suất để câu A. Ban cán bộ lớp gồm 3 nam, ấy xin lỗi gồm 3 nữ và 2 nam. Câu B. Ban cán bộ lớp có ít nhất một nữ. Câu C. Ban cán bộ lớp có ít nhất 2 nam và hai nữ. Thì đối với một bài toán xác suất, để tính xác suất của các biến cố thì đầu tiên là mình phải đặt tên cái biến cố các em. Thì trước tiên là mình đặt tên cái biến cố. Ở đây thì sẽ đặt tên cái biến cố như sau. Ở đây do mình chọn 5 người các em, 5 người. Trong cái lớp này thì mình thấy là có 20 sinh viên. Đó, bây giờ nếu mà mình chọn 5 người và mình sẽ quan tâm là trong 5 người này là có K người nam. K người nam. Bây giờ thì mình sẽ đặt biến cố AK là biến cố ban cán bộ lớp có K người nam sinh viên. Có nghĩa là trong đây nó sẽ còn lại là bao nhiêu? K người, K ví dụ như K bằng 2 đi thì hai nam thì sẽ còn là ba nữ. Còn nếu K bằng 3 thì có nghĩa là có 3 nam thì còn lại hai nữ. Như vậy thì số nữ của nó sẽ là 5 trừ K, đúng chưa? Đó. Sau khi mình đặt như thế này thì mình sẽ tính xác suất của biến cố AK. Đấy. Lưu ý là K mình nó chạy từ 0 đến 5 được nghe không? Từ 0 đến 5 được. Tại sao K chạy từ 0 đến 5? Thì có thể mình chọn được cả 5 người đều là nữ hết thì có nghĩa là không có người nam nào. Tức là K bằng 0. Còn K bằng 1 có nghĩa là có một người nam và bốn người nữ. K bằng 5 có nghĩa là cả 5 người bằng 5 đều là nam hết. Đấy, thì bây giờ mình sẽ tính xác suất của biến cố AK coi. Thì thứ nhất là mình sẽ chọn 5 người trong 20 người này thì cái không gian mẫu của mình đó. Cái không gian mẫu của mình đó là nó sẽ có C C2 20 5 tức là số số phần tử của không gian mẫu nó chính là số tổ hợp chập 5. Số tổ hợp chập 5 của 20. Đúng chưa? Đồng thời như thế thì ở đây là do lý do là mình chọn cái trong cái 5 người này có K người nam. Mà K người nam này á, là mình sẽ chọn trong số 12 người nam sinh viên này cho nên là mình sẽ có số cách chọn K người nam trong số 12 người nam này là CK 12 tức là số tổ hợp K của 12. Đồng thời mình cũng phải chọn 5 trừ K người nữ còn lại. Tại vì ở đây mình chọn 5 người mà có K người nam vậy thì còn lại là 5 5 trừ K người nữ đúng chưa? Thì cái số người nữ này đó mình chọn ở trong số 8 người nữ này. Cho nên là cái số cách chọn người nữ đó nó sẽ là C 5 trừ K của 8. Không? Rồi đảo là cái bài của mình ha. Thì ở đây K lưu ý K nó chạy từ 0 đến 5 các em. Đó. Thì bây giờ câu A là xác suất mình tính là gồm ban cán bộ lớp gồm có 3 nữ và 2 nam. 3 nữ và 2 nam có nghĩa là mình áp dụng công thức này cho cái K nó bằng mấy các em? Cho K bằng 2. Đúng không? Vậy thì xác suất cần tính của mình chính là xác suất của biến cố A2. Đó, xác suất của biến cố A2 bằng cái gì? Áp dụng cho K bằng 2 thì nó là C2 12 nè. Nhân cho C38 nè. Tất cả chia cho gì? Chia cho C5 20. Không? Thì xác suất này nó bằng 77 phần
323 không? Thì thầy có thể bấm máy cho các em xem thử nè. Đó, thì đây 12 C2 nhân cho 8 C3 chia cho 20 C5. Rồi. Đáp số mình có thể ra là phân số như thế này cho chính xác ha. Nếu mình để số thập phân thì nó đây là số thập phân mà nó vô hạn, không tuần hoàn, cho nên là mình có thể là mình sẽ ghi số gần đúng thì nó không chính xác lắm. Thôi mình ghi phân số. Đấy là xong câu A. Bây giờ mình sang câu B là ban cán bộ lớp có ít nhất một nữ. Ít nhất một nữ có nghĩa là có từ một người nữ trở lên. Thấy không? Có từ một người nữ trở lên. Vậy thì biến cố đối của nó là không có người nữ nào, đúng không? Đấy. Thì ở đây thầy đặt N là biến cố ban cán bộ lớp có ít nhất một người nữ nè. Thì biến cố đối của biến cố có ít nhất một nữ là không có nữ nào. Thấy không? Thì biến cố A5 có nghĩa là cả 5 người đều là nam hết, có nghĩa là không có người nữ nào. Vậy N nó chính là biến cố đối của biến cố A5. Biến cố đối của biến cố A5. Mà mình áp dụng công thức biến cố đối á, thì mình sẽ có là xác suất của biến cố N nó sẽ bằng cái gì các em? Xác suất biến cố N thì nó sẽ bằng xác suất của biến cố đối của biến cố A5 thì bằng 1 trừ cho xác suất của biến cố A5, đúng không? Và 1 trừ cho xác suất biến cố A5 là cái này. Biến cố A5 thì chỗ ở trên đây đó là mình thay k bằng 5 vô, k bằng 5 vô thì nó sẽ được là cái này. Đó, rồi lấy 1 trừ cái xác suất này. Thì mình được là 613 chia 646, đúng không? Đấy, 1 nè. 1 trừ cho nè. Ở trên đây thì mình sửa cái này thành số 5 thôi. Đấy, chỗ này thành số 3 rồi số 0 đúng không? Đấy. 613, 646. Tiếp theo là câu C, đó là ban cán bộ lớp có ít nhất hai nam hai nữ. Ít nhất hai nam hai nữ. Hai nam hai nữ. Có nghĩa là phải có từ hai nam trở lên và cũng có hai nữ trở lên. Đó. Nhưng mà nếu mà hai nam trở lên đó thì có trường hợp hai nam nè, rồi ba nam, rồi bốn nam, nhưng mà bốn nam thì nó sẽ có một nữ thôi, nó không thỏa điều kiện có hai nữ trở lên, đúng không? Cho nên nó chỉ có hai trường hợp, đó là hai nam và ba nữ, hoặc là ba nam hai nữ. Thấy không? Thì coi lời giải của thầy. Đặt H là biến cố ban cán bộ có ít nhất hai nam và hai nữ, thì biến cố H nó sẽ là cái gì em? Biến cố H nó gồm có hai biến cố là A2 với A3 thôi. Hoặc là A2 hoặc là A3. A2 có nghĩa là hai nam ba nữ. A3 có nghĩa là ba nam hai nữ. Không? Thì nó sẽ đảm bảo là có ban cán bộ lớp có từ hai nam trở lên và hai nữ trở lên. Đó. Vậy thì ở chỗ này thì mình thế k bằng 2 vô và k bằng 3 vô, rồi mình cộng hai cái lại. Không? Thì k bằng 2 đó là ở trên đây mình tính rồi nè các em. K bằng 3 thì mình sẽ ghi thêm công thức ra nữa, mình tính k bằng 3 thế vô tính thêm, không? Đấy. Thì xác suất gọi là 600 16 chia 600 ở 969. Đấy. Thì trên đây là thầy đã giải xong cái bài tập số 1, phải không? Tiếp theo thầy sẽ giải mẫu thêm cái bài tập số 2. Từ một cái hộp mà nó có chứa 8 viên bi đỏ và 5 viên bi trắng. Người ta lấy ngẫu nhiên hai lần, mỗi lần một viên bi không hoàn lại, rồi tính xác suất lấy được hai viên bi đỏ. Rồi câu B là hai viên bi khác màu và câu C là viên bi thứ hai là bi màu trắng. Thì nhắc lại là đầu tiên là mình phải đặt tên cái biến cố, phải không? Thì ở đây mình lấy hai lần. Mình lưu ý cái thứ tự lấy ha, thứ tự lấy là thứ tự lấy lần thứ nhất, lấy lần thứ hai. Nếu như mình lấy lần thứ nhất á, thì nó có xảy ra hai khả năng. Đó.
viên bi lấy ra lần thứ nhất có thể là viên bi màu đỏ, cũng có thể là viên bi màu trắng. Rồi lấy ra lần thứ hai thì cũng cũng tương tự như vậy. Thì ở đây thầy sẽ đặt tên biến cố cơ bản đầu tiên. Trong trường hợp này là thầy sẽ đặt T là TI là biến cố là viên bi lấy ra lần thứ y là màu trắng. Thế thì TI là viên bi lấy ra lần thứ y màu trắng, mà ở đây y nó bằng 1 2, vậy thì mình có hai lần lấy nè. Vậy thì ở đây có nghĩa là em hiểu ở đây có nghĩa là T1. Không? Có hiểu là T1 là viên bi là lấy ra lần thứ nhất màu trắng và T2 là viên bi lấy ra lần thứ hai màu trắng. Thế thì viên bi mà lấy ra lần thứ nhất không phải màu trắng thì mình sẽ ký hiệu là T1 gạch đầu. À, thầy gọi tắt là T1 ngang. À, viên bi lấy ra lần thứ hai không phải màu trắng tức là màu đỏ đó, thì mình sẽ ký hiệu nó là T2 gạch đầu. Được chưa? Cho nên ở đây là mình sẽ gọi biến cố cơ bản đầu tiên đó là biến cố TI thôi, có hai biến cố này. Vì biến cố đối của nó là T1 ngang với T2 ngang, đó là biến cố chỉ là viên bi lấy ra lần thứ nhất hoặc là thứ hai là màu màu đỏ. Thế thì câu A là xác suất để hai viên bi lấy ra cùng màu đỏ là cái gì? Thì mình đặt A là biến cố lấy được hai viên bi màu đỏ nè. Thì lúc này là ta có là xác suất của biến cố A là gì? Biến cố A nó chính là biến cố là viên bi lấy ra lần thứ nhất màu đỏ và viên bi lấy ra lần thứ hai cũng màu đỏ kìa. T là trắng, vậy là gạch đầu của nó là không trắng, đó là đỏ, tại vì đây nó chỉ có hai màu thôi. Đấy thì ở đây đó là mình sẽ dùng công thức nhân xác suất, thấy không? Dùng công thức nhân xác suất thì ở đây em thấy là gì? Mình do mình lấy viên bi thứ nhất trước cho nên là biến cố T1 ngang xảy ra trước nè, thấy không? Xác suất của biến cố T1 ngang tức là em lưu ý trong cái hộp này của mình đó là nó có 8 viên bi đỏ và 5 viên bi trắng, cho nên nếu mà mình lấy ra một viên bi thì xác suất để viên bi đó là bi đỏ là nhiêu? Tại vì mình lấy một viên bi đỏ thì nó có 8 khả năng. Trong khi nếu mà mình không quan tâm màu nó thì mình sẽ có 13 khả năng. Vậy thì xác suất để viên bi thứ nhất là màu đỏ đó là 8 phần 13 các em. Đó, 8 phần 13. Đấy thì em quan sát nè. Cái thằng này xác suất của biến cố T1 ngang thì thầy nhắc lại là biến cố A tức là biến cố lấy được hai viên bi đỏ là như thế này. Ở đây mình dùng công thức nhân xác suất các em, tức là B xác suất của biến cố T1 T2 T1 ngang T2 bằng xác suất của biến cố T1 ngang nhân cho xác suất của biến cố T2 ngang với điều kiện T1 ngang. Nhưng mà em phải hiểu là xác suất của biến cố T1 ngang này có nghĩa là cái gì? T1 ngang này á, có nghĩa là viên bi lấy ra lần thứ nhất màu đỏ, xác suất nó 8 phần 13. Rồi sau khi mà với điều kiện T1 ngang này xảy ra đó, T1 ngang này xảy ra có nghĩa là mình đã lấy ra cái viên bi màu đỏ rồi, phải không? Đó, lấy ra viên bi màu đỏ rồi, như vậy thì trong cái hộp này nó sẽ còn lại bao nhiêu? Nó còn lại 7 viên bi màu đỏ trên tổng số 12 viên bi. Cho nên lần thứ hai để đây mà lần thứ hai mình lấy ra viên bi màu đỏ là xác suất là 7 phần 12. Thấy không? Đó. Thì có bạn lập luận như thế này, có bạn lập luận là mình có thể là lập luận theo kiểu là xác suất phổ thông đó, xác suất phổ thông là nó lấy số phần tử của A nè. Thì để hiểu cái hành động mà lấy được hai viên bi màu đỏ đó, thì lần thứ nhất lấy viên bi màu đỏ là có 8 8 khả năng. Lần thứ hai lấy được viên bi màu đỏ là có 7 khả năng. Còn đối với không gian mẫu á, thì là lần thứ nhất á, mình lấy ra một viên bi thì nó có 12 khả năng và lần thứ hai lấy ra viên bi nữa là nó có 12 khả năng. Vậy thì xác suất là 8 nhân 7 chia cho 12 nhân 13. Đó, thì cái đó là tính theo cái kiểu của chương trình phổ thông là khi mà mình chưa có cái công thức nhân xác suất này nè các em. Đó,
Cho nên là ở đây mình có thể làm theo hai cách cũng được. Tuy nhiên là thầy khuyên các em làm theo cách này, tại vì mình có thể có những cái biến cố mà nó phức tạp hơn thì mình có thể sử dụng cái cách này để mình tính ngược lại. Thấy không? À, bây giờ mình sẽ sang cái câu B. Câu B là gì? Mình đặt B là biến cố lấy được hai viên bi khác màu. Thì hai viên bi khác màu có nghĩa là gì? Hai viên bi khác màu thì nó có sẽ xảy ra là hai một trong hai trường hợp. Một trong hai trường hợp. Thì trường hợp thứ nhất là trắng đỏ, trường hợp thứ hai là đỏ trắng. Thấy không? Trắng đỏ có nghĩa là sao? T1 là viên bi lấy ra lần thứ nhất màu trắng, T2 ngang là viên bi lấy ra lần thứ hai màu đỏ. Rồi T1 ngang là viên bi lấy ra lần thứ nhất màu đỏ và T2 là viên bi lấy ra lần thứ nhất màu trắng. Thì ở đây là do hai biến cố này xung khắc rồi cho nên xác suất của tổng nó sẽ bằng tổng xác suất này. Đấy chưa? Và ở đây mỗi mỗi cái biến cố này là mình lại dùng công thức nhân xác suất, không em? Công thức nhân xác suất xuống là xác suất của biến cố A giao B bằng xác suất của biến cố A nhân cho xác suất của biến cố B với điều kiện A đó. Đấy chưa? Thì ở đây mình áp dụng công thức đó, thì ở đây mình sẽ có là T1, xác suất của biến cố T1 là nhiêu? Lần thứ nhất lấy ra được viên bi màu trắng là T1 này nè. T xác suất T1 là 5 phần 13. Rồi xác suất của biến cố T2 với điều kiện T1 là 8 phần 12. Tương tự là T1 ngang là bằng 8 phần 13 và T2 với điều kiện T1 ngang là 5 phần 12. Đó, thì xác suất này mình bấm máy mình tính ra được là 20 phần 39. À, tiếp theo là mình tính xác suất của biến cố ở câu C. Viên bi lấy ra lần thứ hai là màu trắng. Viên bi lấy ra thằng thứ hai màu trắng, tức là mình tính xác suất của biến cố T2 này các em. Tính xác suất của biến cố T2. Thì lưu ý là T2 nó xảy ra trong hai trường hợp. Tức là trường hợp thứ nhất là viên bi lấy ra lần thứ nhất màu trắng. Và viên bi thứ hai cũng màu trắng luôn, hoặc là trường hợp viên bi thấy lấy ra lần thứ nhất là màu màu đỏ, viên bi thứ hai lấy ra lần thứ hai màu trắng. Như vậy thì cái xác suất này mình tính là gì? Xác suất của biến cố T2 nó sẽ bằng tổng xác suất của hai biến cố này, T1 T2 và T1 ngang T2. Đấy. Thì áp dụng công thức nhân xác suất tiếp tục. Đó. Thì em lưu ý là cái chỗ này đó, thầy phân tích nè, xác suất của biến cố T1 là bằng 5 phần 13 đúng không? Khi T1 xảy ra thì có nghĩa là mình đã lấy ra một viên bi màu trắng rồi, vậy thì nó còn 4 4 viên bi màu trắng trên tổng số 12 viên bi. Cho nên lần thứ hai mà mình lấy được viên bi màu trắng thì nó là 4 phần 12. Còn còn cái biến cố bên đây là gì? T1 ngang là 8 bằng 13 mình biết rồi. Khi cái này là T2 với điều kiện T1 ngang các em. Cái này là T2. T2 với điều kiện T1 ngang mới đúng. T2 với điều kiện T1 ngang thì cái này nó sẽ bằng là nhiêu? 5 phần 12. Tức là viên bi lấy ra lần thứ hai nè màu trắng với điều kiện là liên bi lấy ra lần thứ nhất màu đỏ. Đó, là 5 phần 12 và cái này mình tính bấm máy tính tính lại thì nó là 5 phần 13. Thì trên đây là thầy vừa hướng dẫn cho các em giải mẫu cho các em bài tập số 2 của chương 1.